Ở đây là Paris Center. Hồi xưa đi cũng tìm việc làm, chạy vô đây lật ra một đống tìm việc làm, gọi phone những cái company nó nhiều khi nó cũng giúp đỡ sinh viên, học sinh đang học để kiếm việc làm á, thì nó có để mấy cái job ở trong này nè. Như tìm việc là lúc mà năm 9/11 á, cái sự kiện nó xảy ra hả, trời ơi, công ty hãng xưởng đóng cửa, nhiều người thất nghiệp quá đâu có việc làm đâu. Trong lúc đó Mỹ cũng mới ra trường, đâu có chờ job, tìm được job, rồi ngày nào cũng phải đi đến chỗ này, ngồi search mấy cái job ở trên computer, gọi phone tìm hoài luôn, đi interview quá trời luôn. Ok, đại khái bây giờ xây lên đẹp quá. Hồi xưa thì không có như vậy đâu, hồi xưa là thảm thảm cũ, bây giờ nó xây lên nhiều lắm, đúng không? Đây đây là cộng đồng của những người Iran, họ có một cái bulletin board riêng của họ. Hồi xưa không có, hồi xưa có mấy hồi lớp đi học chưa có, bây giờ Campus COVID requirement. Ok, thôi đi lên lầu nha. Đây là cái chỗ này hồi xưa là bây giờ nó mới xây lên, chứ hồi xưa không có chỗ này đâu. Đẹp quá ha. Bây giờ thay đổi quá nhiều rồi. Đây là cái campus directory, mấy cái campus map á, để cho mình biết vị trí của cái phòng nào đi tới. Nhiều khi mấy người đầu tiên mới đến trường cũng đâu biết chỗ đâu, họ họ cần phải xem cái map để đi. Trời ơi, nói đúng ra ở Mỹ thì cơ hội học hành nó open ra, chứ không phải như ở Việt Nam là phải thi đậu đại học mới được đậu đại học, và phải đúng tuổi. Ví dụ như mình thi đại học một hai lần mà mình rớt rồi á, mình không học nữa. Nhưng mà ở Mỹ này á, người ta có thể đi làm, rồi người ta có thể họ đi làm rồi xong rồi họ mới họ kiếm việc làm, xong rồi họ mới đi học, hoặc là nhiều khi họ đi họ kiếm việc làm rồi trong lúc họ học á, họ được promote, họ xin công ty đi học để mà công ty trả tiền cho học, rồi họ làm cho công ty luôn. Vậy đó. Đây là cái gì? Đây là phòng đăng ký, chắc cái là administration không, EOP. Hồi xưa cái phòng này là cái phòng giống như là giúp đỡ cho những sinh viên nếu như mà họ có khó khăn gì đó, thì họ vào đây thì có counselor, những cái người counselor sẽ giúp đỡ họ. Ví dụ như họ nói là họ tài chính khó khăn rồi, income của họ như thế nào, thì họ có thể xin trợ cấp cho họ tiền để họ mua sách vở họ học. Ví dụ vậy thì cũng cho vài chục đồng đến 100 đồng để mua sách sách vở học cho nó, giúp đỡ cho họ. Rồi nó có những cái telework, hồi xưa mình nhớ telework là cũng tìm việc làm. Ví dụ như nó tìm việc làm cho mình, gửi mình đi vô làm việc cho company nào đó, rồi mình company nó trả tiền cho mình, hoặc là có thể họ đi học để họ lấy credit. Nếu mà họ không có được trả tiền thì họ lấy credit, cái credit đó đó có thể dùng để mà cộng vào cái, giống như là mình học ở trường mình có credit. Thay vì vậy mình không có học ở trường, mình có thể vô làm việc trực tiếp trong company rồi mình lấy cái credit, nó cũng tính như là mình học cái lớp học đó, nó cũng count vô như vậy đó. Nó gọi là theo work EOP program rồi ha, access intro, mấy có nhiều cái program mới mình không biết, nhưng mà lại thấy cũng lạ quá. Hồi xưa bây giờ ở chỗ này mới mặc luôn nha. Hồi xưa
nó cũng giúp đỡ cho những người họ để coi. Cái này là cái gì đây? Chắc nó giúp đỡ cho những người học tiếng Anh à. Thêm mấy khoa cái gì đây? Đọc truyện hả? Story. Story đó. Thấy đây là có counselor, nó có ngày giờ nè, mình vô mình hẹn với counselor. Ok, không, mình đi ra nha. Mình đã nói mình làm cái gì mà chụp hình. Đây là cái chỗ sinh viên lúc này sướng lắm, có mấy cái sofa nè, cái ghế, cái tre ngồi học, đúng không? Êm ả. Hồi xưa tụi này học cái trường nó cũ quá, nó không có nhiều trang bị như vậy đâu. Bây giờ nó xây đẹp lắm, công nhận sau 20 năm mọi thứ đều thay đổi ha. Hồi xưa cái trường nhỏ bé, bây giờ nó xây hơn nhiều. Đây là một cái stand dùng để post, để mấy cái flyer, những cái chương trình học á. Có những cái lớp học mà certificate phải không? Này học về health, là về medical nè. Đó, có mấy cái application transfer nè ha. Nó coi cái transfer đi đâu. UC, University. Chắc CSU là State, California State University. University of California ở đâu vậy ta? Riverside, Santa Cruz. UC, những cái trường học nào á mà nó là UC là những cái trường học mà học sinh nó phải giỏi, thật giỏi lắm, nó mới dễ vô nhận vô. Nó nhận cái điểm cao lắm nha. Khoảng 3.5 trở lên. Ở bên đây á, ví dụ như mình tốt nghiệp ra high school mà cái mình phải thi cái SAT mà điểm cao lắm mấy cái trường này nó mới nhận nha. Thường UC là nó nhận, còn California State là CSU là cái trường đó. Nó giống như hồi xưa thì mình học ở San Jose. Ở đây nó không có list San Jose đây, mà nó list mấy cái CSU ở những cái trường khác. Đó. Thì nó sẽ nhận điểm thấp hơn, cũng như ở bên Việt Nam mình không biết sao. Nó chỉ có một loại trường college thôi. Những cái trường ở bên đây á, nó có những cái trường mà đòi hỏi học sinh phải có credit học, có cái record học điểm cao á, thì vô những cái trường đó. Ví dụ như mình nói mình ra trường cái trường đó thì người ta sẽ đánh giá học sinh học ở trường đó giỏi hơn học sinh học ở cái trường CSU, những học sinh học trường UC thì nó cao hơn, điểm nó cao hơn, requirement á, là cao hơn là CSU. Hai cái loại trường khác nhau. Không lấy gì đi coi cái gì đây, lâu quá. UC Davis, trường UC Davis á, thì giỏi về medical, mà hình như trường này á, là trường private college, private university. Cũng nhiều người nào học á, thì xin nó gọi xin cái grant nè, xin cái grant này học nè ha, ha. Thì nó cho tiền học phí để mình học. Menlo College là cái trường, nó cũng trường tư, có nhiều trường tư lắm nha. Ở đây có nhiều trường tư lắm. Mà bây giờ Mission nó cũng ok thôi, mình đi. Đây nó nói cái gì đây? 200 đồng campus bookstore voucher là học sinh nào mà vô cái chương trình là trio. Bây giờ nó gọi là trio gì đây? Student Support Service. Mình phải apply mới xin vô được cái benefit này. Mình apply nó sẽ cho mình tiền học, mua sách vở là $200 mỗi một mùa, mỗi một semester. Rồi nó cho counseling, nó cho người
counselor, rồi nó giúp đỡ về scholarship, về financial aid, về tài trợ, về tài chính cho mình học. Rồi nó cũng cho mình dùng computer trong trường. Đại khái mình muốn được giúp đỡ trong cái việc học thì mình phải đăng ký, mình phải xin, làm đơn xin vô cái program gọi là TRIO, TRIO, T-R-I-O. Ok, thôi. Ở đây là cái gì đây? Oh, đây là Counseling Center. Thử khóa biểu nè. Counseling Center mình muốn gặp, mình phải làm hẹn vào ngày giờ nào đó, trong ngày, trong tuần. Đấy không? Start. Mình muốn bắt đầu nhập học thì mình phải đọc những cái information này. Thấy không? Mỗi một mùa nó có một cái Counseling Center. Bây giờ nó cũng thay đổi một chút đỉnh rồi. Ok, thôi mình đi, mình dừng lại đây lâu quá. Còn kia là gì? Còn kia chắc là canteen á, cà phê. À, kia này, chỗ này là coffee. Giống như là canteen, mình vô đây muốn mua nước, uống cà phê, uống gì cũng được. À, thôi, library, ở đây là library hả? Phòng lab của nó đó. Hồi xưa cái phòng lab của mình đó hả, nghèo nàn lắm, ngồi đó, hả một nhóc luôn. Bây giờ phòng đẹp chứ sao không? Hồi xưa My cũng xin vô làm phòng lab. Thôi đi ra đi chứ giờ đi về thôi, không lên trường hả, đi vô túc trong. Ok, thôi dừng lại đây, lâu quá rồi, đi về. Đi vô hả, ở phía dưới thôi. Chưa có dịp đi về mấy cái học viên chắc cũng mất thời gian quá. Mình ghé một tí xíu mà. Đây, parking đây. Bây giờ parking thì nó sát bên này còn đỡ. Hồi xưa hả? Ý, đáng giờ mình đậu 40 phút rồi. Đậu xa, đậu... mình mà đi trễ mình không ra kịp nó phạt đó, nó chỉ cho mình đọc 40 phút rồi đó, rồi đi lộn ra bên đây rồi, trời ơi mình đi kịp không. Mình đi một vòng ấy, mình đi ra phía sau rồi, cái chỗ này là cái chỗ bật kim là phía sau, mình đi lộn rồi, thôi đi vô trở lại. Ủa ý giờ nếu mình đi là mình đi cổng trước, đi ra cổng sau đi, 40 phút nữa đi trễ như chừng đó, nó chỉ cho mình đậu trong vòng 40 phút thôi, visitor mà mình đậu mình đi trễ quá coi chừng đó. Nó không cho, nó phạt đó, quá 40 phút là nó không có cho đâu nha. Wow, có xe điện đây ta, hồi xưa đâu có đâu, ngầu quá vậy. Học sinh mà đi xe điện hả? Có cái đồ electric chạc nữa, cho cái xe nè, thấy không? Sướng vậy. Học sinh nào mà đi được xe này vậy ta? Wow, thôi đi vô trở lại đi. Lobby. Nãy mình nhớ mình đi ra ngã kia rồi đấy. Ủa, xe lộn lên. Đi lộn rồi, đi ra cái này. Mỗi lần mà mình đi rồi cái trường nào mà lạ hả, lúc thế nào cũng đi lạc cho mà coi. Đây là admission record and financial aid. Wow. Lạ quá ha. Ok, 40 phút không kịp đâu. Mình đi ra đi.
lắm. Nói chỗ này không? Ok. Ôi, đúng rồi. Đây. Hồi xưa không có đâu nha. Bây giờ nó xây lên đẹp không? Hồi xưa đâu có mấy cái tảng đá này đâu. Bây giờ hồi xưa không có mấy cái palm này nữa. Bên kia là cái gì phải không? Thấy xa xa ở đằng kia là Great America. À, cái chỗ mà à, giống như là người ta chơi mấy cái trò chơi cái trò chơi con nít đó. Giống như hội chợ. Ừ, phải mua vé mới vô nha. Đó. Nói là Great America nó kế bên đó. Nhớ thấy cái tháp phải không? Là cái chỗ mà đi lên đi xuống đó, người ta lên đó người ta có thể nhìn lên cao toàn cảnh luôn á. Mà vô Great America đó hả? Là phải tính đóng tiền á, hồi xưa là 32 đồng mà giờ không biết nhiêu chắc lên. Đó là cái bus đi vô trường học á. Đi xe bus thì đỡ tốn tiền. Ôi ơi, hy vọng đường với chôm phạt nguyên nha 40 phút. Chắc vừa đủ rồi. Đây là chiếc xe mà My mua đó, cũ mà em rồi. My mua 2004. Ok thôi tạm dừng. Mọi người thích thì cho một like à, để lại bình luận phía dưới nha. Comment. Thank you for watching. Cảm ơn mọi người.